Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thiện nguyên liệu vải vóc. Chúng ta cùng nhau chụp phải vào đây. Các bạn chọn Draw Region, khoanh vùng để render. Tôi sẽ render vùng này thôi để test cho nhanh. Tôi khoanh vùng. Bây giờ các bạn nhấn M trên bàn phím, chúng ta cùng nhau làm vật liệu. Tôi kéo một cái vật liệu VRMTL ra. Nhấp nút hai lần vào. Chúng ta chụp phải. Đặt tên là vải hoặc nệm cũng được. Tôi có nệm. Và Enter. Bây giờ chúng ta chọn đối tượng này. Hiển thị nó lên. Chúng ta cùng nhau gắn đối tượng này. Tôi tạm thời thu nhỏ đối tượng này xuống. Các bạn chọn về ôn. Chúng ta chọn đối tượng này. Và chọn đối tượng gắn vào. Các bạn bật lại cái ôn này. Thì đối tượng chúng ta vừa cập nhật. Bây giờ để làm đẹp chúng ta làm như sau. Các bạn gõ vào đây. Phím F. Để lấy ra một họa đồ tên là FireOp. Đây họa đồ tạo cái biên mềm và mịn. Rất phù hợp với làm vải vóc. Tôi kéo vào đây. Bây giờ chúng ta kéo đối tượng này vào phần Diffuse Mask. Thì lập tức đối tượng này của chúng ta đã cập nhật có một cái vệt đen nhỏ nhỏ và loang dần ra. Để chỉnh họa đồ FireOp này chúng ta làm như sau. Các bạn kéo xuống. Chúng ta nhấp đúp hai lần vào họa đồ FireOp. Các bạn lần lượt nhấp đúp hai lần chuột trái vào họa đồ FireOp. Ta hiện bằng hộp thoại thuộc tính ở bên này. Tôi nhấp đúp vào. Hiện tại ở trên đang là màu đen và dưới là màu trắng. Tôi có thể đổi màu khác, ví dụ màu đỏ này ạ. Thì ở đây nó cập nhật luôn. Còn ở đây tôi sẽ để mặc định màu đen. Tôi scan ra ngoài. Dưới này chúng ta có thể chỉnh các thông số. Các bạn chuột phải vào. Chọn dạng BG Corner. Và tôi sẽ kéo đối tượng này ra. Lập tức ở đây có sự thay đổi rõ ràng. Nếu như các bạn đổi màu ở trên thì ở dưới cũng cập nhật. Tôi kéo đến đây thôi. Cho biên nhẹ và nhẹ vừa thôi. Bây giờ tôi có thể kéo thêm đối tượng này dài một chút nữa. Tôi muốn đen nhiều hơn. Nếu muốn các bạn có thể đổi màu, xanh đỏ tím vàng đều được. Ví dụ tôi đồng ý phương án này. Ở trên này chúng ta thích thì chúng ta đổi màu. Tôi thích tím, tôi sẽ chọn màu nghiêng tím. Ví dụ như thế này chẳng hạn. Các bạn có thể chọn màu tùy ý theo sở thích của mình. Bây giờ tôi thu nhỏ đối tượng này lại. Chúng ta cùng nhau đóng bảng vật liệu lại. Chúng ta sẽ cùng nhau đặt đèn cho đối tượng nội thất bên trong này. Nhưng trước khi đặt đèn, các bạn khoanh vùng phần này cho tôi. Tôi sẽ đặt đèn trong khu vực này. Tôi kéo khoanh vùng để render phần này thôi. Để đặt đèn chúng ta sẽ làm như sau. Các bạn về đèn, chọn đèn của V-Ray. Hôm nay tôi hướng dẫn các bạn sử dụng đèn V-Ray IIS. Tôi chọn V-Ray IIS. Tôi thu nhỏ đối tượng này lại. Chúng ta cùng nhau về một lab đặt. Tôi đặt hai cái đèn này trước. Tôi kéo từ trên xuống dưới. Và tôi bỏ tay ra. Sau đó tôi về một top. Tôi thấy ở đây chúng ta đã có hai cái đèn rồi. Tôi sẽ chọn bộ lọc dùng đèn thôi. Tôi kéo chọn cả hai. Các bạn chuột phải kết thúc lệnh trước. Và kéo nó vào đây. Ngoài ra chúng ta có phần target của đèn. Tôi chọn đèn. Chọn phần phát sáng. Kéo ra ngoài. Và chọn phần target kéo vào trong. Bây giờ tôi chọn cả hai. Tôi giữ shift. Kéo qua này. Thành hai đối tượng đèn. Và bỏ tay ra. Tôi chọn extend. Để các đối tượng này phát sáng chúng ta chỉnh giống nhau luôn. Tôi ok. Bây giờ chúng ta bật lại cái bảng này. Để xem đèn đã cập nhật hay chưa. Tôi thấy chưa cập nhật. Đang chọn đèn. Các bạn chuyển qua bảng modify. Chúng ta chỉnh các thông số của đèn. Tôi tạm thời thu nhỏ lại. Chọn đèn. Phần trên thôi. Bật lại hộp thoại này. Các bạn kéo xuống. Bây giờ chúng ta chọn một cái chuôi đèn khác. Các bạn bấm một chữ 5 này. Dẫn đến hộp thoại vật liệu. Tôi chọn đèn 29 IIS. Tôi open lên. Thì lập tức đối tượng chúng ta đã phát sáng rồi. Các bạn thấy không? Cái chuôi đèn chúng ta chiếu từ trên xuống dưới. Chúng ta tạo điểm nhấn cho vùng này mà thôi. Các bạn kéo xuống. Chúng ta có thể chỉnh màu đèn. Ví dụ tôi chỉnh màu đèn ở đây. Tôi chọn màu nghiêng cam cam chẳng hạn. Thì lập tức cái đèn sẽ nhận màu cam luôn. Hay là tím. Ví dụ như vậy. Còn đây tôi sẽ không chỉnh màu đèn. Tôi scan ra ngoài. Cường độ đèn chúng ta có thể tăng cái phần power lên. Ở đây là 2500. Tôi tăng lên 3000. Và enter. Thì đèn chúng ta trông sẽ sáng hơn rất nhiều. Chúng ta nên chọn một màu ấm một chút. Chúng ta chọn màu nghiêng cam. Vàng hoặc cam. Ví dụ tôi chọn màu này. Tôi ok. Lập tức ở đây đã cập nhật rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau có một vài cái đèn khác. Tôi tạm thời thu nhỏ cửa sổ này lại. Trên mặt tóc. Tôi chọn đèn. Các bạn nhớ chọn cả hai phần. Một là phần chuôi đèn. Hai là phần target. Chúng ta giữ shift kéo qua đây. Và chọn extend luôn. Ok. Và chọn lệnh xoay. Làm tròn góc xoay. Chúng ta xoay 90 độ. Hoặc là chúng ta xoay nghiêng này cũng được. Tôi sẽ dùng lệnh di chuyển để di chuyển nó vào. Đúng với vị trí này. Chúng ta shift. Extend. Và tôi mirror qua trục X. Ok. Chúng ta đẩy qua đây. Còn đèn thứ ba chúng ta copy đây. Extend. Và chọn cái phần target của nó. Kéo vào đây. Các bạn di chuyển hết sức khéo léo. Bây giờ tôi bật lại điện thoại này.
và kéo vùng lớn lên. Tôi thấy đèn này, chúng ta cần tăng chiều cao lên một chút nữa để cho nó phát sáng nhẹ hơn một chút. Hoặc là chúng ta giảm thông số power đi. Ở đây tôi giảm còn 2000 thôi. Và enter. Tôi sẽ chỉnh lại phần target cho những đèn ở khoảng tầng bên này. Tôi tạm thời tắt xuống. Chúng ta chọn phần target ở đây. Các bạn kéo sâu vào. Control chọn thêm. Tôi chọn đèn này và target này. Kéo qua đây. Đối tượng này kéo qua đây. Đẩy xa ra. Đối tượng này cũng vậy. Để vào giữa. Và tôi xem lại. Thế nó chia các khoảng khá đều và nhẹ nhàng rồi. Tôi thu nhỏ lại tiếp. Chúng ta cùng nhau kéo đèn này sát vào chút. Đối tượng này cũng vậy. Và đối tượng này cũng vậy. Tôi có thể giảm nó còn 1500 thôi. Nó nhẹ. Và bật lại hộp thoại này. Ở đây tôi thấy vẫn còn hơi sáng. Tôi mạnh dạn cho 800. Để cho nhẹ hơn. Và với cường độ này tôi đồng ý luôn. Tôi sẽ chỉnh sao cho mảng đèn này phát sáng xéo một chút, nó sẽ đẹp hơn. Tôi chọn đối tượng đèn này, kéo qua đây. Đây, kéo qua đây. Và bật lại hộp thoại này để xem thế nào. Tôi thấy có độ nghiêng rồi, tương đối đẹp rồi. Tôi đồng ý luôn với phương án này.